lợi nhuận tỷ đô của các đường dây lừa đảo ở Campuchia. Theo giới chuyên gia, hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia do những ông trùm Trung Quốc điều hành đánh cắp hàng chục tỷ đô mỗi năm. Những kẻ lừa đảo không chỉ nhắm đến đồng hương của họ mà còn cả là những người nước ngoài đến từ châu Âu, Mỹ hay Australia. Hồng, 24 tuổi, một nạn nhân bị lừa tham gia mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, kể anh từng làm việc trong một đường dây lừa đảo xổ số nhắm vào những người nông dân Trung Quốc ít học. Từng là một huấn luyện viên golf, Hồng quyết định bỏ việc để chấp nhận lời mời đến Campuchia làm công việc kiểm soát chất lượng tại một nhà máy thực phẩm với thu nhập lên đến 3.000 đô một tháng. Tiền vé máy bay và chi phí cách ly COVID-19 được khách sạn đài thọ. Anh không ngờ rằng công việc của mình làm là lừa đảo. Hồng thường liên hệ với các nạn nhân qua ứng dụng nhắn tin QQ của Trung Quốc, xây dựng mối quan hệ, sau đó lôi kéo họ đầu tư xổ số bằng cách tải xuống hai ứng dụng, trong đó có một chương trình rút thăm hợp pháp và một chương trình giả mạo do công ty lừa đảo xây dựng. Tôi sẽ nói với họ rằng, chương trình của chúng tôi sẽ thâm nhập vào trong hệ thống xổ số. Nếu bạn đăng nhập vào cả hai ứng dụng, chúng tôi có thể đảm bảo bạn giành chiến thắng bằng cách kiểm soát các lượt rút thăm từ bên trong hệ thống. Điều mà các nạn nhân không biết là họ không bao giờ có thể thu tiền thắng cược cũng như số tiền đã đầu tư. Khi ai đó không muốn đầu tư thêm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của họ để họ không thể rút tiền ra, Hồng giải thích. Hồng cho hay công ty có khoảng 200 người làm việc và tỷ lệ thành công khá cao. Hàng nghìn nạn nhân đã đầu tư từ 15.000 đô đến 30.000 đô chỉ trong vài tháng. Chỉ cần có 10 đến 20 người là có thể thu về khoảng 900.000 đô lợi nhuận. Anh nói, giọng trầm xuống, dường như xấu hổ vì khiến bản thân bị cuốn vào một đường dây lừa đảo, tàn phá cuộc sống của hàng nghìn người. Chen, 23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị bán qua 3 nhóm lừa đảo khác nhau. Cựu đầu bếp này đã nhận một công việc mà anh nghĩ là quảng cáo trò chơi trực tuyến ở Campuchia. Anh thậm chí còn phải trả tiền vé máy bay và chi phí cách ly tại khách sạn khi đến Campuchia, rồi phát hiện ra mình đã bị bán cho một tổ chức lừa đảo. Chen cho biết nhiều mạng lưới thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc lừa tình những phụ nữ Trung Quốc giàu có sống ở nước ngoài. Điều đầu tiên công ty lừa đảo yêu cầu là họ cần phải lập một tài khoản giả trên mạng bằng cách sử dụng video và ảnh từ Internet. Chúng tôi phải đội lốt một người đẹp trai, công việc ổn định, thu nhập tốt và lối sống tích cực. Không giống kiểu con nhà giàu mà chỉ cần một công việc tử tế. Chẳng hạn như tôi từng vào vai một người mất vợ, câu chuyện tôi kể với họ càng buồn lại càng tốt. Tỷ lệ thành công của công ty khá cao. Theo Chen, một nhóm gồm 6 người từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã lừa được hơn 3 triệu đô và một phụ nữ Canada đã bị lừa tới 1,5 triệu đô. Nhưng Chen khẳng định đây chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Với công nghệ hiện đại, các công ty lừa đảo đã đặt mục tiêu tiếp cận được 500 người mỗi ngày. Chúng tôi có chương trình mà bạn chỉ cần chèn mã quốc gia, mã thành phố và nó có thể liệt kê tất cả các số điện thoại tại thành phố đó. Sau đấy, chúng tôi trực tiếp gửi tin nhắn chúc mừng đến họ. Công ty của Chen còn có phần mềm cho phép họ đăng nhập đồng thời vào 20 đến 30 tài khoản WhatsApp và dịch ngay lập tức các tin nhắn từ Trung Quốc sang bất kỳ ngôn ngữ nào mà những tài khoản đó sử dụng. Mức độ tinh vi khiến Ngô Minh Hiếu, Hiếu PC cũng cảm thấy bất ngờ. Anh làm việc cho Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ thâm nhập vào các trang web lừa đảo trực tuyến. Họ làm việc rất chuyên nghiệp, không giống như một đường dây lừa đảo thông thường. Dẫn lời anh nói, Hiếu còn kinh ngạc hơn về quy mô lừa đảo mà anh thấy ở Campuchia. Rất nhiều trang lừa đảo, hết trang này đến trang khác, is lottery, hoàn toàn bằng tiếng Trung, cùng một máy chủ, có quá nhiều, không thể đếm xuể. Hiếu nói khi ngồi trước máy tính, lướt qua các trang web lừa đảo anh tìm thấy. Thực sự rất nhiều tiền, hay tưởng tượng chỉ một công ty lừa đảo có thể kiếm tới 1 triệu đô mỗi ngày, và rất nhiều công ty như thế, không thể đếm hết, anh cho hay. Đài Loan nói mì ăn liền Omachi nhập từ Việt Nam có chất cấm, tiêu hủy lô hàng 1.440kg. Hôm 23 tháng 8, hãng tin CNA Đài Loan đưa tin Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan phát hiện mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxit xuất xứ từ Việt Nam. Cụ thể, lô mì ăn liền hương vị tôm chua cay Omachi nhập khẩu từ Việt Nam có chất bảo vệ thực vật ethylene oxit chưa được cấp phép sử dụng tại vùng lãnh thổ này. Theo danh sách vi phạm kiểm tra biên giới mới nhất do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nói trên công bố ngày 23 tháng 8, có tổng cộng 19 loại thực phẩm bị trả lại hoặc bị tiêu hủy. Trong đó, với lô mì ăn liền có hương vị tôm chua cay do công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Du nhập khẩu từ Việt Nam có 0,195mg trên 1kg chất ethylene oxit chưa được cấp phép được phát hiện trong gói gia vị. Tổng khối lượng lô mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxit là 1.440kg bị trả về và tiêu hủy, tương đương với 600 thùng mì 30 gói, mỗi gói 80g. Ông Trần Khánh Dụ, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Khu vực phía Bắc thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nói trên, cho biết đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Thiên Du vi phạm các quy định. Tuy nhiên, ông cho biết các vụ vi phạm trước đây liên quan tới mì ăn liền nhập khẩu từ Indonesia còn nghiêm trọng hơn.
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan thông tin thêm nhiều loại nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Canada, Chile và các nước khác bị phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tất cả số hàng này đều bị trả về để tiêu hủy. Hồi tháng 5, hãng tin CNA cũng tường thuật một lô mì ăn liền nặng 1.400kg nhập khẩu từ Hàn Quốc đã bị chặn lại sau khi bị phát hiện có chứa chất ethylene oxide. Một số lô mì ăn liền từ Indonesia, Philippines và Nhật Bản cũng bị chặn lại vì chứa các chất không an toàn. Theo CNA, ethylene oxide hiện bị cấm sử dụng trong thực phẩm ở Đài Loan và nhiều nền kinh tế khác vì chất này được phân loại là chất gây ung thư cấp 1. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan nói rằng việc phơi nhiễm lâu dài với chất này có thể làm tăng nguy cơ ung thư và gây ra bệnh thần kinh trung ương hoặc thần kinh ngoại biên. Liên quan đến sản phẩm mì ăn liền thương hiệu Omachi bị tiêu hủy ở Đài Loan, đại diện công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, nhà sản xuất thương hiệu mì trên cho biết, doanh nghiệp cũng vừa nhận thông tin này và đang tiến hành các bước xác minh cần thiết trước khi có phản hồi chính thức và đầy đủ trên báo chí. Bước đầu khẳng định, Masan Consumer không bán hoặc xuất khẩu sản phẩm mì Omachi cho nhà nhập khẩu Thiên Du có trụ sở tại Đài Loan. Phía nhà sản xuất Việt Nam cũng khẳng định, các sản phẩm xuất khẩu của Masan Consumer đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng của các nước sở tại. Thủ tướng Thái Lan bị Tòa Hiến pháp đình chỉ chức vụ. Tòa Hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong thời gian xem xét khiếu nại cho rằng ông đã tại nhiệm đủ thời gian quy định. Quyết định được đưa ra sau khi tòa án đồng ý xét xử vụ kiện do các đảng đối lập khởi kiện với lập luận rằng ông Prayut, người lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014, đã đạt giới hạn 8 năm nhiệm kỳ. Hiến pháp năm 2014 của Thái Lan cấm thủ tướng tại vị hơn 8 năm. Tòa đã xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu, xác định rằng có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng xảy ra trường hợp như khiếu nại. Tuyên bố hôm nay của Tòa Hiến pháp Thái Lan cho hay. Do đó, đa số thẩm phán cho rằng Thủ tướng Prayut cần bị đình chỉ chức vụ từ ngày 24 tháng 8 cho đến khi tòa đưa ra phán quyết. Thủ tướng lâm thời sẽ được bổ nhiệm để lãnh đạo chính phủ, Phó Thủ tướng Prayut Wong-Suwan nhiều khả năng sẽ được lựa chọn. Vài trăm người biểu tình phản đối chính phủ đã tập hợp tại Đài tưởng niệm Dân chủ ở Bangkok hôm 23 tháng 8 trước phán quyết của tòa và các cuộc biểu tình tiếp theo đang được lên kế hoạch. Trong khi đó, những người ủng hộ vị lãnh đạo 68 tuổi lập luận rằng thời gian nắm quyền của ông bắt đầu được tính khi Hiến pháp năm 2017 được thông qua hoặc thậm chí sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019. Nếu theo logic này, ông Prayut có thể tiếp tục tại nhiệm cho đến năm 2025 hoặc 2027 nếu ông giành chiến thắng trong các cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 3 năm 2023. Ông Prayut, cựu tư lệnh lục quân Thái Lan, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của bà Yamlik Sanawacha năm 2014. Ông đứng đầu chính quyền quân sự 5 năm và tiếp tục làm thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019. Ông Prayut ngày càng không được cử tri ủng hộ. Thăm dò gần đây cho thấy 2/3 số người được hỏi mong muốn ông rời chức vụ ngay lập tức. Dưới sự lãnh đạo của ông Prayut, kinh tế Thái Lan được đánh giá là tồi tệ nhất trong 30 năm và chính phủ của ông cũng phải đối mặt với những chỉ trích về ứng phó đại dịch COVID-19. Các cuộc biểu tình do thanh niên lãnh đạo ở Bangkok năm 2020 đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia đòi ông Prayut từ chức. Đây không phải lần đầu tiên Tòa Hiến pháp tác động đến chính trường Thái Lan. Tòa án này từng hủy kết quả tổng tuyển cử năm 2006 và 2014.